Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc Hải, kênh tin tức cộng đồng bên nước quốc Việt Nam. Giá bên nước quốc luôn là một cái gì đó nhận được sự quan tâm rất lớn của tất cả mọi người. Cho dù là bạn yêu hay là ghép thì bạn đều quan tâm về điều đó. Và trong video này thì mình sẽ không nói về chuyên môn mà mình sẽ nói về giá bi thông qua một bộ phim hoạt hình. Đó là bộ phim hoạt hình Đời Simpson. Và đây là một bộ phim hoạt hình phải nói là khá nổi tiếng của nước Mỹ khi mà nó đã tiên tri dự đoán rất đúng nhiều sự kiện đã xảy ra trong tương lai của hơn chục năm trước các bạn như là tiên tri về việc tổng thống donald trump mà trúng cử tổng thống mà. rồi đến việc nữ hồn đệ nhị elizabeth mà, mất nè các bạn rồi đến việc tỷ phú elon musk đã mua lại twitter cũng đúng luôn các bạn và còn rất nhiều sự kiện khác mà nó đã tiên tri đúng và trong bộ phim hoạt hình này thì nó cũng đã đưa ra những tiên tri về bi cụ thể thì các bạn có thể nhìn trên màn hình có một cảnh quay thì nó đã tiên tri rằng có một dòng chữ này các bạn đó là nó gây chữ i love b nè và phía bên trên thì có một cái biểu đồ và các bạn có thể nhận ra cái điểm chung của hai biểu đồ này hay không các bạn đây là biểu đồ thực tế nha các bạn hiện tại là giá bi nếp và mình lấy trên sàn hobi nha các bạn lúc mới bắt đầu thì giá của nó là rất là thấp luôn và sau đó thì giá của nó tăng lên nhanh chóng và nó đã xuống giá lại các bạn và sau đó nó lại tăng lên cực kỳ cao luôn rất giống với những gì mà bi nước quốc hiện tại lúc mới bắt đầu thì giá của nó tăng vượt từ không lên 314 đô trên sàn hobi một cách nhanh chóng luôn các bạn nhưng mà hiện tại thì giá của nó đã hạ xuống là chỉ còn khoảng 70 80 đô thôi và rất có thể trong tương lai cái giá mà nó tăng đột biến cực kỳ cao tiếp theo các bạn đó là khi bi đất quốc được may nếp mở và không phải những gì mà bộ phim một hình này tiên tri á nó không có cơ sở đâu các bạn các bạn có biết hay không là những người mà đứng sau cái bộ phim một hình này á những người mà cái đội ngũ mà viết kịch bản cho bộ phim này á là những con người cực kỳ tài giỏi nha các bạn trong nhiều lĩnh vực khác nhau luôn như là vật lý nè địa lý là khoa học nè rồi máy tính nè và tất cả những họ các bạn biết họ đều xuất phát từ đâu không? họ đều xuất phát từ đại học sang Phước ra đó các bạn và đại học sang á là nơi mà tiến sĩ nicolas đã từng giảng dạy nha các bạn có lẽ là đại học sang đó là nơi sản sinh ra những nhân tài luôn các bạn nhân tài thật sự luôn đó và họ đã có thể viết được kịch bản dự đoán của tương lai của hơn chục năm trước là một điều đó không ai ngờ nha các bạn không ai có thể ngờ rằng donald trump lúc trước á ông lúc đấy ông chỉ là một mc thôi các bạn một người dẫn chương trình truyền hình thôi nhưng bộ phim này lúc đấy làm làm sao mà biết được ông donald trump này có thể được tranh cử tổng thống và trúng cử tổng thống các bạn nhưng mà nó đã dự đoán đúng luôn các bạn rất là rất là siêu nha và giá b network cũng vậy các bạn các bạn có thể nhìn thấy trên biểu đồ đó hiện tại thì nó đang đi rất giống với những gì mà bộ phim một hình này dự đoán luôn và rất có thể giá mà b network á, sẽ tăng cực kỳ cao á. đó là cái được may nếp mở nha các bạn và chúng ta hãy cùng chờ xem bộ phim học hành này có thể tiên tri đúng về Network hay không. Đến thời điểm hiện tại thì nó đã tiên tri đúng uh, giá của Network đến thời điểm hiện tại nha các bạn. Còn trong tương lai thì chúng ta hãy cùng chờ xem nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những video tiếp theo trên kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.